Rồi em chào tất cả anh em ơi. Hôm qua nay em có hôm qua nay em có công việc em đi ra ngoài nên không có lên sóng được với anh em ha. Bữa nay ra nhìn thấy thằng Phụng nó làm với thằng Thừa làm rớt quần đó chứ anh em ơi. Làm rớt quần đó chứ không đủ tiền nuôi vợ. Thằng Hiệp mấy đứa quá anh em ơi. Đây còn Thừa nè, đó, thằng này cũng rớt quần nữa nè. Thằng Thừa thì hôm qua nay làm được mấy cái 90 Thừa? 3 cái rồi. 3 cái hả? 3 cái chưa rửa. 3 cái chưa rửa. Hồi sáng có anh nào anh hỏi em kêu kiếm cái máy nào hết 90 mà không cần đẹp trai ha, mà chạy chất lượng. Thì cái này là dung mạo mà dung mạo mà người ta kêu bằng là chưa son phấn đó anh em. Này là hoàn toàn là nguyên bản đó. Anh em nhìn giùm em ha. Có mở máy này quay chạy không? Chạy mà. Đây giờ thôi nhờ em gắn cái bô e vô giùm đi, mình chơi nó luôn đi. Cửa cái bô e dơ quá à. Bô e anh em ơi còn nguyên bản vậy nè. Đó, nó vậy đó. Dơ quá à, gắn cái gì? Này bây giờ nói chung là để em quay cho anh em mình coi ha. Còn cái phần rửa gáy thì nữa em rửa sao. Còn trước tiên thì em nhìn cái thùng dầu á thì nhìn thấy em nghĩ chắc nó có cặn quá, nhìn nó đen thù lùi vậy. Không có lượt luôn. Không có lượt nha anh em. Cái này nguyên bản sao bị này em mới đi sớm đi mới đi về tới là em lên sóng cho anh em. Bị hôm qua nay không gặp cũng nhớ rồi. Không lên sóng gặp anh em bữa nay cũng ngứa nghe. Vừa về tới nãy giờ là nói chung là chưa hỏi han chuyện vợ hết trơn. Ra sau hè chơi với anh em rồi đó. Quá bốc. Cái này là nguyên bản thứ nhất là chưa chùi rửa nghe anh em. Cái thứ hai nữa là nhớ cũ luôn á, nguyên bản luôn á. Nhớ cũ nguyên bản luôn á. Lúc rồi làm chưa có thay nhớt luôn. Hoàn toàn chưa thay nhớt nhau gì cho anh em ơi. Có cái mỏ này hơi chạy chút nè anh em ơi. Chắc bị hung nữa, ăn sớm cái gì rồi. Hơi quá thật. Cái này là cái công cũng chứ thừa làm qua nay anh em, cho em qua nay em mới ra là em không có nhà. Rồi nhờ em tắt anh coi số xe ghi nó cái này em nghe tiếng giống kêu đạn gió hay đạn tăng đưa vậy. Trong hai này có thằng em nghe kêu cái tiếng anh em coi nắp lắp nè. Cái này là nguyên bản, nói chung là nó là đúng là nguyên. Ủa làm gì anh thấy cái số nào chưa rửa mà em nhìn không thấy số gì luôn á. Ủa nắp lắp nó còn quá đẹp anh em ơi. Đó lóc nó vậy nè. Đó, tới 90 ba dê gió nha anh em. Đó, ông Phụng bắt đầu chét nè. Mất tiêu số luôn rồi. Mất số luôn rồi. Không lấy số luôn, cái này chắc đóng chỗ nào rồi. Rồi, nói chung bữa nay em quay cái con này con đầu tiên đi. Con số 1. Con số 1 là con đầu tiên, bế anh em cho khỏi bị trùng nè. Trên đây thì em thấy để nè IC90, S90. Anh em nhớ mã số này mà em ha. 3-29 dấu thăng 31, ký hiệu gì em cũng không biết cái gì là cái gì luôn. Thăng là thang lên chèo đó. Thăng là thang để chèo hả? Còn tình trạng thì cái này có chụp heo không? Không có chụp heo nha anh em ơi. Cái nào em nói rõ ha. Còn cái này là nguyên bản nè. Còn cái này thì em nói là để nữa em rửa sau nha anh em ha. Bởi vì mới vừa về tới rồi em nói chung vắng anh em cũng hơi buồn. Rồi anh em điện hỏi thăm kiếm cái máy bỏ đồng ở tới 90 rẻ nè. Mà còn nguyên bản. Có cái này nó dở hơn cái là cái mỏ nó bị hung môi sang anh em. Hung môi xa nè. Là nó bị sức cái này. Nó bị bể. Dưới cái coi dầu này giống coi dầu mới thay á vậy được. Coi dầu mới luôn. Coi dầu mới luôn, 2 điểm trừ. Đó. Em khai đâu con đầu tiên cái con này là nguyên con, nói chung là nguyên con nó dơ, nó thiệt là thừa ở dơ sao mấy đi bon vậy đó. Ngồi đừng có phang cây chìa khóa nghe cái chặn cái chích ngắt. Cái búa này sáng đi sớm mà không yên, nó điện liền cút. Điện liền cút cho lôi Phụng về. Nói chung là cái này ghim nguyên bản anh em ơi, chỉ có co dầu này thay nè. Thì em con đầu tiên em bán rẻ cho anh em luôn ha. Xức cái mỏ em tính anh em là 64 anh em.
64 phí ship. Cái thằng con này thì em tính anh em là 450. Ở đó 90 nó 9 mấy ký lần anh em ơi. Là 6.850.000. Mà em phụ anh em 50.000 đi, em tính là 6.800. Anh em nào làm được alo em nhé. Con đầu tiên để cho tránh tình trạng là lộn với mấy người tới 90 khác. Anh em nào có chốt thì có thể gọi trực tiếp cái số điện thoại em để trên màn hình. Thì em cũng xài Zalo số đó nha anh em. Hoặc là nhắn tin riêng cho em cũng được. Còn mà con có cần cập nhật thêm máy móc bên cửa hàng bên em mà nhờ anh em vào kênh Tim Sắt Đất Thắng đăng ký giùm em ha. Thì em có lên với mấy anh em ở đây lên cái máy nào thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất. Rồi em cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn hai thợ quần tuột. Mang ghét tuột quần. Mang ghét tuột quần. Rồi chào tất cả anh em ơi.